Rồi, xin chào anh chị và bạn trở lại với Trên Hồng Xe Hơi. Hôm nay em lại cập nhật nhanh cái mẫu Mazda CX-5. Mazda CX-5 thì nó ở tháng 1 2024 này nó đã hết giảm thuế rồi. Mình mua nó sẽ bị cao hơn cái giá lăn bánh thời điểm trước vào khoảng 40 đến 50 triệu. Đấy, cụ thể thì CX-5 hiện nay nó có 7 bản chính với hai cấu hình động cơ. Ví dụ như là bản 2.0 thì rẻ nhất các bác có Deluxe là 759 triệu. Bản Luxury thì sẽ là 799, và bản trước mặt anh chị là bản Premium Active thì bản này là 839, là bản bán cũng gọi là chạy nhất đấy. Bản Premium Sport với mâm đen thì là đắt hơn 20 triệu, là 859 triệu, và bản Exclusive với da nắp ba và sưởi ghế hàng ghế thứ hai thì là 879. Ngoài ra thì chúng ta có cấu hình động cơ 2.5 với hai phiên bản là Exclusive và Premium là 979 và 909 triệu. Khuyến mại tháng này thì hiện nay thì Thaco cũng chưa giảm giá tiền mặt, đa phần là sẽ có voucher 50% bảo hiểm thân vỏ. Cái này các bác có thể quy đổi về tiền mặt khoảng 4-5 triệu. Đó, ngoài ra thì những cái phụ kiện tặng kèm như là dàn phim cách nhiệt Luma, trải sàn da, camera hành trình các thứ thì mình có thể thương lượng đàm phán với bên em. Mày alo trực tiếp để bên em báo giá nhé. Thời điểm này thì trả góp nó cũng nhỉnh lãi suất hơn một tí rồi. Từ đầu tháng 1 thì các bên đã tăng lãi suất lên một chút. Ví dụ như là hỗ trợ 1 năm đầu vào khoảng 8% đến 9%, nhưng mà sẽ thả nổi ở sau năm thứ nhất hoặc năm thứ hai, trung bình vào khoảng từ 12 đến 13%. Cái này thì các bác tìm hiểu nhé. Các bác mà khó chứng minh thu nhập, chứng minh tài chính ấy, thì cái lãi suất nó cũng khá là căng đấy. Đấy, đầu năm thì xe 2023 thì bên em còn rất là ít, đa phần các bác mua chạy thuế gần hết rồi. Xe 2024 thì trong tháng. Đó, về sơ qua giá cả là như vậy. Với anh chị mà lần đầu xem video thì bên em cũng là bán đầy đủ xe cũ, xe mới các hãng. Tuy nhiên thì với anh chị mà lần đầu tìm hiểu cái Mazda CX-5 này thì em cũng giới thiệu nhanh qua cái bản Premium Active 839 này. Thì đây cũng là bản bán rất là chạy và cũng là nhiều khách hàng lựa chọn vì nó vừa tầm tiền. Với anh chị mà lăn bánh cái bản Premium Active này ở tỉnh địa phương như Bắc Ninh, hiện nay bên em đang bán thì là 839, giá ra biển thì sẽ rơi vào khoảng tầm là 905 đến 910 triệu. Các bác đóng thuế 10% là 84 triệu rồi. Đấy, đăng ký đăng kiểm thì chúng ta cộng vào là khoảng 90. 90 thì giá niêm yết là 84 thì các bác làm ra biển vào khoảng 952, 903. Đó, 930 triệu thời điểm này. Giảm giá thì cũng không nhiều, đa phần là hỗ trợ tiền mặt một chút và phụ kiện theo xe thôi. Đó, thì với cái mẫu xe này thì bên em trang bị chắc chắn rồi là đèn full LED rồi. Đây, mình cứ đi từ ngoại thất nhé. Cam 360 này, logo 3D này. Đó, cái lưới tản nhiệt bản này thì cũng sẽ đẹp hơn. Thanh chrome trên bản Exclusive thì sẽ là thanh theo thân xe. Đó, cảm biến trước sau, 4 cảm biến trước và 4 cảm biến sau. Đó, đèn thì là toàn bộ là đèn auto. Trên bản Exclusive thì chúng ta sẽ có cửa sổ trời nhé. Các bác nhìn cửa sổ trời và cái mâm phay cắt thì là sẽ nhận biết được cái Exclusive. Còn mâm đen thì sẽ là bản Sport, và một cái mâm đặc biệt thì sẽ là bản bản Exclusive. Đó. Trên bản này thì bọn em cũng trang bị luôn là cốp điện rồi. Đấy, cam sau trong cam 360, cốp điện 4 cảm biến. Ngoài ra thì Thaco cũng trang bị luôn cả lốp sơ cua này, dự phòng này, tua vít này, đèn pin. Trong một bộ cứu hộ của nó sẽ có biển chắn này, dây câu kích bình này và đèn pin. Đó, cũng khá là đầy đủ. Hôm nay em quay chi tiết thì cho anh chị mà lần đầu tham khảo xe để xem. Đấy, bản này là bản Premium Active nhé.
Tất nhiên là với cái radar cảm biến ấy, thì mình sẽ có đầy đủ tính năng an toàn như là cảnh báo lệch làn đường này, Adaptive Cruise Control này. Ở trên bản này sẽ được trang bị từ bản Luxury ấy, sẽ có ghế điện và nhớ ghế hai vị trí nhé. Đây, cấu hình cơ bản là mở cốp này, lệch làn này, cân bằng điện tử này, tắt bật cảm biến này, hay là cam 360 đúng không ạ? iStop là cái tính năng tạm dừng máy khi mà dừng đèn đỏ, giống như ở trên xe máy vậy. Đây, chúng ta có Adaptive Cruise Control này, thì, cảnh báo giữ làn này, đàm thoại dành tay. Đấy, màn hình 8,8 inch. Trên bản Premium thì các bác để ý giúp em, nó sẽ có 10 loa Bose. Màn hình 8,8 inch này, 6 túi khí này. Ngoài ra thì chúng ta có sưởi vô lăng ở đây nhá. Nó hơi tối một chút các bác thông cảm. Sưởi vô lăng, sưởi ghế. Đấy, làm mát và sưởi ghế là trang bị trên bản 839 này rồi. Phanh tay điện tử hay auto hold thì từ bản thấp nhất đã có rồi. Đấy, mình có thể điều chỉnh các thứ ở cái nút Commander như này. Đấy, cái bệt đi tay thì cũng rất là rộng và đầy đủ kết nối. Ngoài ra thì cái gương chiếu hậu sẽ là gương tràn viền và chống chói tự động nhá. Đấy, cái bộ cảm biến các thứ nó ở đây. Ở trên bản này thì các bác cũng có luôn cả HUD chiếu kính đúng không ạ? Đấy, cảm biến ánh sáng tự tắt bật đèn thì nó ở trên này rồi. Đấy, thì với cái mức tiền bỏ ra khoảng hơn 900 thì mình có một chiếc xe gọi là đầy đủ nhất của dòng CX-5. Bản này thì bên em bán rất là tốt và cũng bắt đầu nhận cọc xe 2024 rồi. Trong tháng sẽ giao xe cho quý anh chị nhé. Đấy, mình có nhu cầu thì có thể bốc máy alo trực tiếp của bên em hỗ trợ khách hàng ở Quang Ninh thì nó sẽ được hợp lý hơn, chính sách phân vùng mà. Anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp của bên em, xe cũ xe mới nhé. Sai kia bên em có một chiếc màu đỏ, em quay thêm. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.